Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại pin của điện thoại LG Q7 cộng, Q7 Plus, cái tên mã là BLT39, là chờ thay mới pin tại di động cao cấp.vn. Khi điện thoại LG Q7 cộng, Q7 Plus bị lỗi hỏng pin, cần một địa chỉ thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin, pin dùng nhanh hết, dùng lúc được lúc không, chập chờn. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các linh kiện trên điện thoại LG Q7 Plus nói chung và pin của điện thoại LG Q7 Plus nói riêng thì mới quý các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên điện thoại LG Q7 Plus nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Những khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship pin của điện thoại LG Q7 cộng Q7 Plus đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại LG Q7 Plus hàng đầu hiện nay.